bốc lên cao, heo mội giả cây. Đây rau má rồi nước mía nè, tạ lẩu, gỏi cuốn, xíu mại, há cảo, khô, và khô cá cha. Anh xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 7 giờ tối. Chúng ta đang có mặt ở đây là ngã 7 Lý Thái Tổ, nơi giao nhau của những con đường Phan Thanh Giản, Minh Mạng, Lê Trực Ký. Theo hướng này chúng ta sẽ đến đường Phan Thanh Giản ngày xưa, nơi đó có ngôi trường Phan Xào Nam. Và mình đi tới một tí nữa thì có cái đường Nguyễn Thiện Thuật, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, bởi chúng ta vừa đi qua rồi đó ha. Hướng bên đây là con đường Lý Thái Tổ đi về ngã 6 Cộng Hòa, với khung đường rất là thú vị. Và ngày hôm nay nhân một cái buổi đi dạo ở Sài Gòn, và em mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái ngôi chợ, đó là chợ Lê Hồng Phong ngày xưa, và chợ ngày nay là chợ Campuchia, rồi chợ Hồ Thị Kỷ, ở trong một cái cụm, trong một cái khu đường Hồ Thị Kỷ. Và ngôi chợ này hình thành sau năm 1975 thôi, nhưng mà ngôi chợ này có một điều thú vị là tập hợp rất là nhiều các tiểu thương, các bà con cộng đồng ở Campuchia buôn bán những cái thực phẩm, rồi những cái món ăn, những cái sản phẩm từ đất nước Campuchia, rất là hấp dẫn. Và ngày nay em mời bà con mình cùng khám phá ha. Nếu các anh chị và các bạn đã từng ở khu Lý Thái Tổ, ở khu Nguyễn Thiện Thuật, Bàn Cờ thì chắc chắn sẽ biết ngôi chợ này. Và nếu các anh chị khác ở khu vực khác thì ngày hôm nay, nếu chúng ta chưa biết ngôi chợ này thì ngày hôm nay mình sẽ cùng khám phá. Và chúng ta sẽ xuất phát từ cái vị trí ngã 7 Lý Thái Tổ này và đi dọc theo con đường Lý Thái Tổ, đi lại một tí nữa thì sẽ có ngã 3 bên tay phải, đó là đường Hồ Thị Kỷ. Và ngày nay nó là một cái phố hoa rồi, được mệnh danh là cái phố hoa rồi. Và nơi đây có một cái cây xăng. Chúng ta sẽ dạo phố hoa về đêm hả, và cùng khám phá cái phố ẩm thực về đêm ở khu vực này. Sở dĩ bữa giờ em úp những cái phố ẩm thực là tại vì cái cung đường này, ở cái khu vực này thì nó có nhiều cái món ăn và nhiều cái hàng quán, và cũng là những cái lời comment của cô chú anh chị. Nghe nói hôm nào em đi quay những cái khu ẩm thực, con đường ẩm thực, con đường ăn uống để bà con xem chơi và tham khảo, các bạn trẻ có thể khám phá thông qua những địa chỉ video em đã quay. Và để đến ngôi chợ này thì chúng ta sẽ ngôi chợ này thì có rất là nhiều đường để vô. Mình có thể vô bằng đường Lê Hồng Phong, cái khu vực bán chó mèo đó, ngay nhà thờ Thánh Phaolô á, có cái hẻm, cái cổng chợ Lê Hồng Phong. Và con đường Hồ Thị Kỷ bên ngã ba Hùng Vương gần với giao lộ Lê Hồng Phong luôn, nghĩa là nó nằm ở cái tâm điểm của cái tam giác Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ và Hùng Vương. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái cổng bên Lý Thái Tổ ha. Cổng này đối diện với
đối diện với cái hẻm đi thông vô chùa Đại Hành trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Và ngày hôm nay cái con đường Nguyễn Hồ Thị Kỷ này được công nhận là cái phố hoa nổi tiếng ở Sài Gòn, phố chuyên bán hoa. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái món ăn. Đó, chúng ta thấy ở đầu đường thì có một cái nhà văn hóa phường 1, quận 10. Nơi đây triển lãm hoa rất là nhiều, trưng bày rất là nhiều hoa nè. Mình có thể vô đây khám phá. Nếu anh chị bạn nào thích hoa, hoa tươi hùng sang. Và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ Hồ Thị Kỷ và Lý Thái Tổ. Hồ Thị Kỷ và Lý Thái Tổ. Mình nhìn bên kia thì có chùa Đại Hạnh. Cái hẻm đó sẽ thông qua đường Nguyễn Thiện Thuật và đi qua chung cư Nguyễn Thiện Thuật luôn. Rồi chúng ta sẽ xuất phát bắt đầu từ đây ha. Mình sẽ đi vô cung đường Hồ Thị Kỷ. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá cái phố ăn uống ở trên đường Hồ Thị Kỷ đi. Ở trong đây rất là đông đúc, tấp nập vào những ngày lễ Tết, những ngày mà trưng bông trưng hoa. Đó, mình thấy có rất là nhiều hoa ở đây nè. Sẵn ở đây em gửi ngàn hoa đến cô chú anh chị và các bạn. Hoa đây nữa nè. Đẹp chưa. Chúng ta đi thẳng vô sẽ có một cái ngã rẽ bên tay phải đi ra đường Lý Thái Tổ, và bên tay trái thì mình sẽ đi vô cái đường Hồ Thị Kỷ. Con đường này là chợ hoa rồi. Mình sẽ rẽ vô cái nhánh bên tay phải, nhánh ăn uống này. Nhánh này thẳng hướng này mình sẽ ra đường Lý Thái Tổ lại lúc nãy nè. Chúng ta đi vô và chúng ta sẽ quẹo phải. Nếu các anh chị đi từ đường Lý Thái Tổ ha. Đây nổi tiếng là cái món hủ tiếu Nam Vang theo phong cách Cambodia. Anh em ơi. Hào nướng, sò điệp nướng, nước mía, rồi ốc. Và ở đây cũng có cái nơi để gửi xe nữa nè. Rất là nhiều món luôn, rất là nhiều quán luôn. Đó, chúng ta gửi xe đây và mình sẽ đi bộ dọc theo cái hẻm này. Và hẻm này có cái số là 1005 Hồ Thị Kỷ. Mình thấy sushi nè. Sushi. Ủa, tôi nghe nó có phi đơn mà ta. Và nếu nị đi cung đường này sẽ rất là thích đây. Rất là nhiều món ăn, ăn vặt. Các anh chị, các bạn ăn gì không? Ở đây nổi tiếng bún mắm Thái. Cái hẻm này không có lớn nhưng mà rất là dài. Với đủ món ăn chơi hết luôn. Đây có chỗ giữ xe phố ẩm thực nè.
5.000 thôi. Với 5.000 anh chị có thể đi bộ thoải mái cùng khám phá. Gà nướng. Phải nói hôm bữa giờ chúng ta đi phố ăn uống, nhưng mà phố này là phố đông nhất. Đông ghê chưa? Ở đây có món bún Thái nữa nè. Phố đông vui tấp nập quá. Khói bốc lên cao, heo mội giả cây. Tại vì em đang cầm điện, cầm camera và cầm điện thoại nên thành ra muốn ăn uống thì cũng hơi khó. Có nị thì dễ. Món ăn vặt nè, cá viên chiên. Bánh xếp. Bên phải này có những con hẻm đi thông ra Lê Hồng Phong luôn nè. Và ngày xưa khu vực này có chỉ là chợ Lê Hồng Phong, và sau này cái những bà con ở bên Campuchia đó họ tránh cái Pol Pot, tránh cái giặc Pol Pot đó, rồi họ di tản qua Việt Nam và hình thành một cái khu chợ. Đầy rau má rồi nước mía nè, hủ tiếu bò viên rất là đồng luôn. Hủ tiếu trộn bán từ 4 giờ chiều. Đây còn bún riêu nữa nè. Quá trời luôn. Và ngày trước em có review vài món ở đây vào buổi trưa đó, không biết cô chú anh chị đã xem chưa. Nếu chưa các anh chị có thể xem lại. Em ăn cái món bún bún Thái. Ở đây bún mắm cù lệ, bánh cuốn. Và bên đây là trứng lộn. Vào đây có những cái hẻm chúng ta đi ra đường Lê Hồng Phong. Bánh xếp. Phá lấu, gỏi cuốn, xíu mại, há cảo. Đây có bún chả Hà Nội nữa nè. Bún thịt nướng nữa. Quá trời luôn. Nói con phố này chuyên ăn uống. Và đặc biệt cái chợ này bán rất là nhiều khô, khô cá tra biển hồ ở từ Campuchia. Khô rất là ngon. Theo những cái mâm trái cây này, hồng, mận, rồi mãng cầu, rồi
táo rồi cam. À, bên cánh phải chúng ta có hẻm để thông ra chợ hoa đó. Đây là một nhánh hẻm của đường Hồ Thị Kỷ. Hẻm này thì bán đồ ăn và con đường Hồ Thị Kỷ bán hoa. Có khách nước ngoài ở đây nữa nè. Có vô đây mình ăn xong rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi ngắm hoa. Và đây là con hẻm đi thông ra đường Lê Hồng Phong, là chỗ bán chó mèo nè. Ở đây bán trà sữa. Chúng ta thông qua cái hẻm này xem sao. Này bán khô. Wow, khô cá cha. Rồi, và tới đây là gì, chợ ban ngày, ban đêm đã nghỉ hết rồi. Chúng ta sẽ phòng trở ra nha. Mình sẽ đi qua cung đường bên đây để mình xem là xem hoa. Đây là hẻm 47 Hồ Thị Kỷ. Và thẳng hẻm này chúng ta sẽ đến đường Trần Bình Trọng luôn. Đoạn cuối của đường Trần Bình Trọng ở khách sạn Aquaturio thì phải. Và nếu chúng ta quẹo phải mình sẽ đi ra đường Hùng Vương. Rồi nếu mình quẹo trái thì chúng ta sẽ đi vô chợ hoa. Rồi nếu chúng ta ăn uống xong mì bây giờ em mời bà con cô bác mình cùng đi ngắm hoa nha. Ngắm hoa đem về. Nếu mình có nhu cầu mua hoa rồi sẵn đi ăn uống luôn đó. Công đâu ba chuyện. Ví dụ 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó. Dẫn mẹ, dẫn bạn gái, dẫn bồ đi đi ăn uống xong ra đây. Tặng hoa. Một cái kịch bản rất là hay, rất là thú vị. Có ăn, có đem về nữa. Là thích rồi. Thấy ngàn hoa chưa? Ngàn hoa yêu thương gửi đến các anh chị và các bạn. Đây thì đẹp chưa. Đây từ bó lớn cho tới bó nhỏ, những cái chậu hoa, những cái mút cắm hoa họ đều bán đầy đủ hết. Những phụ kiện làm một bình hoa. Chậu nữa nè, qua đây bán chậu nè. Và thẳng cái con đường này mình sẽ ra đường Lý Thái Tổ lại nè.
cái shop hạnh phúc chuyên bán những cái chậu, những cái mốt cung cấp sỉ lẻ phụ kiện làm chậu hoa nè, số 71 Lý Thái Tổ nè. Và cánh bên phải chúng ta đó là cái chung cư, chung cư chắc là chung cư Hồ Thị Kỷ, và nơi đó có chợ, chợ bán sỉ các loại hoa. Còn đây thì hoa thành phẩm rồi ha, hoa thành chậu, hoa vô chậu. Và bên cánh trái chúng ta có những cái hẻm đi ra cái phố ăn uống lúc nãy nè. Cái phố ăn uống này nó song song với cái cung đường Hồ Thị Kỷ này. Phố hoa của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều hoa đẹp. Và một số hình ảnh ở cung đường Hồ Thị Kỷ và phố ăn uống, phố hoa, gửi bà con cô bác chúng ta cùng ngắm nhìn và khám phá. Có dịp em sẽ ăn uống và chia sẻ với anh chị bạn rõ hơn về những cái món ăn. Ngày hôm nay chúng ta cùng ngắm một cách tổng quát về khu phố, phố hoa và phố ẩm thực ở cung đường Hồ Thị Kỷ, khu vực quận 10 này. Và bây giờ video em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi con đã quan tâm theo dõi. Để cho số điện thoại cái anh về. Và đây có một cái quán lẩu bò rất là lớn này, lẩu bò cô Thảo nè. Rồi, chúng ta bây giờ ra lại con đường Lý Thái Tổ rồi. Bye bye các anh chị và các bạn. Thấy người tình em có hay, dân lặng thầm nơi chốn đây.